Xin chào anh chị mình nhá, chào mừng anh chị đã quay trở lại với căn nhà đất Tràng An. Hôm nay em đi quay và giới thiệu đến cho anh chị mình một căn nhà sổ hồng riêng. Mà căn này là hướng nam luôn anh chị nhá. Và ngang 4m1, dài 18m, thiết kế là một trệt, một lầu, có 3 phòng ngủ và có 2 nhà vệ sinh. Căn nhà này được tọa lạc ngay vị trí là ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc, nằm gần ngay cái khu nghiệp Tân Kim á. Và từ vị trí này di chuyển về quận 8, quận 5, quận 10 mất từ 30 phút chạy xe nha anh chị. Đường xe hơi, xe tải mình vào đến tận nơi luôn. Đó, và căn nhà này sổ hồng riêng, bên chủ có hỗ trợ vay ngân hàng thoải mái cho anh chị mình nhé. Và bây giờ em sẽ mời anh chị mình cùng vào tham quan căn nhà của em nhé. Đây là cái đường phía ngoài của căn nhà mình nha anh chị. Đó, đi theo cái hướng em chỉ này. Đó, mình đi thẳng ra ngoài phòng công chứng biết thủy là khoảng tầm 100m thôi. Đó, cách đường chính khoảng tầm 100m thôi nha anh chị mình. Đó, đây là cái khu nhà của mình đây. Đó, đường ở phía trước này là đường 3m nha anh chị. Xe hơi nhỏ mình vào đến tận nơi. Xe 7 chỗ mình đậu ngoài này ha. Xe tải mình đậu ngoài này luôn. Và căn nhà này á, là mẫu thiết kế là mái thái, ngang 4m, dài 18m, một trệt một lầu, có 3 phòng ngủ, có 2 nhà vệ sinh, có sân trước sân sau, có phòng ngủ dưới tầng trệt á, dành cho người lớn tuổi luôn. Đặc biệt căn nhà này á, xung quanh tiện ích là đầy đủ anh chị nhé. Bán kính 500m á, là có bệnh viện, siêu thị, trường học đầy đủ luôn. Tiểu học này, trung học cơ sở, trung học phổ thông này, đầy đủ nha anh chị. Đó, và đặc biệt là căn này là bên chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng cho mình luôn, tất cả ngân hàng để cho vay nhé. Phía trước con nhà này thì được làm hàng rào tiền chế này, cửa sắt 4 cánh, mình di chuyển trong sân, hai bên có hai trụ to hai bên ha, mà thiết kế là mái thái, sơn màu trắng xanh nha anh chị. Và phía trước nhà là một con đường rộng 3m, hệ thống cống điện của căn nhà này vào đầy đủ rồi. Trong sân này anh chị về mình đậu được 4-5 chiếc xe máy. Có sân trước rất là riêng tư luôn, ốp gạch cao lên 1m4 nha anh chị. Phía trước pano này có một cái đèn led này và ốp gạch cao lên đến trần nhà luôn nha anh chị nhé. Cửa sắt 4 cánh, kính cường lực, mình di chuyển vào trong phòng khách của mình. Phòng khách được ốp gạch cao lên khoảng 1m5 hai bên nha anh chị. Cái này là trần thật cao, rất là mát mẻ luôn. Hai bên có hai cái đèn huỳnh quang hai bên để lấy ánh sáng. Và chính giữa là có một cái đèn led âm trần. Không gian phòng khách rộng rãi nha anh chị mình. Mình về mình bỏ một cái bộ bàn ghế sofa ở khu vực này là vô tư luôn ha. Rồi ở dưới chân cầu thang á, có một cái phòng vệ sinh nhằm tiết kiệm diện tích. Ở cái phòng vệ sinh này, bồn cầu, lavabo, vòi sen là đầy đủ nha anh chị. Đó, ốp gạch cao lên 2m luôn, cửa nhôm sinh pha. Mình di chuyển vào trong phòng vệ sinh này. Rồi tiếp đến đó là cái phòng ngủ dưới tầng trệt dành cho người lớn tuổi. Đó, cái phòng ngủ này được ốp gạch tường xung quanh cao lên 1m4 và trần thật cao mát mẻ. Cửa gỗ mình di chuyển vào trong phòng ngủ này. Đó, được ốp gạch cao lên hai bên tường là thấy nhà rất là chắc chắn rồi. Dễ dàng lau chùi nha anh chị. Khu vực phòng bếp có tủ bếp dưới, tủ bếp trên. Chất liệu và nhôm sinh pha nha anh chị. Rồi mặt bếp đá hoa cơ màu đen này, ốp gạch trên này rồi để dễ dàng lau chùi ha. Bồn nước inox 304 chống reset. Ở đây có ống nước vào, ống nước ra và có ổ cắm điện nữa, thì chỗ này mình bỏ máy giặt nha. Có sân sau để cho anh chị mình phơi quần áo. Sân này rất là rộng rãi. Đó, được làm rào xung quanh rồi ha, rất là an ninh. Đó, rồi bây giờ em sẽ quay trên lầu 1 cho anh chị mình cũng coi nhé. Cầu thang bên em ốp đá hoa cương hết, ốp đá hoa cương màu đen. Ở khu vực cầu thang này có một cái đèn trợ sáng này. Cầu thang kính, tay cầm inox, mình di chuyển lên trên lầu 1 của mình. Lầu 1 này có 2 phòng ngủ và có 1 nhà vệ sinh nha. Phòng ngủ đầu tiên này. Wow, phòng này rất là rộng rãi luôn anh chị mình. Về bỏ giường, tủ, quần áo và một bàn làm việc là vô tư. Đặc biệt căn phòng ngủ này có cửa sổ lấy ánh sáng, lấy gió tự nhiên vào trong phòng của mình. Cửa sổ thì được sơn màu nhôm sinh pha, rất là sang trọng. Phòng ngủ này có một cái đèn này. Ở cửa gỗ mình di chuyển vào trong phòng ngủ nha. Tiếp đến đó là phòng vệ sinh trên lầu 1. Phòng vệ sinh này bồn cầu, lavabo, vòi sen đầy đủ. Ốp gạch cao lên 2m, trần la phong. Cửa nhôm sinh pha di chuyển vào trong phòng vệ sinh này. Rồi đây là cái phòng phía trước. Phòng phía trước có hai cái cửa sổ lấy ánh sáng hai bên. Rồi có cửa đi ra ban công. Căn nhà này thuộc hướng nam nha anh chị.
ngang 4m, dài 18m, thiết kế là một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, có sân trước, sân sau, ban công rộng 1m nha anh chị nha. Lan can bằng sắt. Đó. Khu dân cư xung quanh là đông đúc luôn. Và căn nhà này hiện tại BM đang bán với giá là 1.690 tỷ, còn thương lượng căn nhà này hướng nam. Cô chú anh chị nào mà mình đang quan tâm một căn nhà như thế này thì hãy liên hệ đến số 0783620303 để em tư vấn và sắp xếp mình xuống đây mình cùng xem nhà này nha. Và cô chú anh chị mình đăng ký kênh em để xem thêm nhiều nhà, nhiều đất mới ở khu vực Tân Kim, Bình Chánh nha. Xin chào.